mọi người, lại là mình đây. Chào Giang này, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Chào Giang nè. Và hôm nay nhìn từ đây video các bạn có thể thấy là sẽ là tiếp tục một chiếc daily vlog. Dạo gần đây thì cuối năm rồi, ai cũng bận rộn, và mình hy vọng là những chiếc daily vlog này sẽ mang đến cho các bạn những cái nguồn năng lượng tích cực để mọi người có thể có thật nhiều năng lượng để mà chiến đấu trong những ngày cuối năm này nhé. Và hôm nay thì mình cũng có rất là nhiều việc và có những việc trọng đại nữa, cho nên là bây giờ thì mình sẽ chuẩn bị đi ra khỏi nhà và tranh thủ thì ngồi quay vlog nói chuyện một chút với mọi người. Sẽ đắp mặt nạ. Đây là cái mặt nạ dạo này mình hay xài nè, và mình thấy cũng rất là ok luôn, của Sexy Look. Cái này thì quá là nổi tiếng rồi, mình nghĩ là nhiều bạn cũng biết rồi. Và em này là mặt nạ tinh chất tràm trà, rất là tốt cho những bạn nào kiểu là vấn đề về mụn nha. Cấp ẩm cũng rất là tốt nữa. Hôm nay thì mình cần phải trang điểm kỹ lưỡng cả ngày, cho nên là mình sẽ dùng em này để mà cấp ẩm luôn. Đã xong rồi. Em cho mọi người thấy là mình mới làm mi này, xinh không? Hồi trước á, mình rất là thích kiểu được nối mi như thế này. Tại vì công nhận á, mặc dù á, nối mi á, thì nó sẽ ảnh hưởng một chút là nó dễ bị rụng cái mi thật. Nhưng mà được cái á, là dù không có trang điểm thì mình nhìn kiểu mắt vẫn có điểm nhấn. Tại vì cơ bản thì mình cũng ít lông, ít trên mày á, cho nên là có cái mi giả vào thì nhìn mặt nó cũng có điểm nhấn hơn. Đấy. Và cái mặt nạ này á, nó cũng rất là nhiều dưỡng chất, cho nên là thua thì thua cũng. Có biết là mọi người đã sắm sửa xong đồ tết chưa ta? Dạo gần đây mình chưa có thời gian để mà đi sắm đồ tết nữa. Rồi mới mua được một thau đồ trên Lazada. Thế là mọi người cũng đã xem cái video đó rồi, lên cũng mấy ngày rồi. Bây giờ sẽ ngồi lướt quét đục sắp một chút, sau đó thì sẽ make up trang điểm. Ok, sau 15 phút thì mặt đã đủ ẩm rồi. Nói chung là cái mặt nạ này á, các bạn nào mà kiểu da dầu rồi da mụn thì có thể tham khảo, tại vì nó sẽ kiểm soát dầu mụn rất là tốt luôn. Mặt nạ này rất là nổi tiếng ở Đài Loan luôn. Cái này thì mình dùng tốt, muốn chia sẻ cho mọi người. Nếu mà các bạn thấy cũng đăng ký một loại mặt nạ giấy á, thì có thể tham khảo cái này. Ngoài ra thì Sexy Look có rất là nhiều loại, mình cần mua thêm một loại thạch nữa. Cái đó thì mình thường đắp buổi tối. Nó sẽ khá là dịu vì nó không quá ẩm, cho nên là đắp buổi tối để đi ngủ rất là ok luôn. Rồi bây giờ thì trang điểm nha. Trang dưỡng ẩm của Declay để khóa ẩm lại. Đừng quên kem chống nắng nhé. Cái này là của Kudo, trong nhà Clio luôn, thuộc vào trong công ty của Clio luôn. Xong bây giờ thì sẽ thay đồ. Và thay đồ cũng là một bất ngờ nữa. Tao 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 tao. Hết hồn chưa? Trời ơi, nhìn cái như là cô giáo cho chuẩn bị đi dạy học với mọi người. Hết hồn. Và hôm nay là một sự kiện rất quan trọng, và không chỉ mình mặc một cái áo dài như thế này đâu, sẽ còn mấy người nữa, để xem là ai nhé. Ta ta ta. Không biết à. Nào nào nào, đây là chương trình Seven Eyes Channel đi diễn văn nghệ mọi người, mọi người. Không. Em cho anh một tuần. Hai. Đi xong sang nha. Hai ba. Em xong sang hay chồng lòng phía trước nha. Tới tới lên trên mấy em mặc một ngày. Cười đang cười về trên đồng quê. Hôm nay. Hết hồn rồi, hết rồi, cái đội văn nghệ này quá chán luôn. Trời đất ơi. Chị luôn nói. Ủa trời, trắng toát như thế này mà chị Thư nhà mình không thấy là sao? Trời ơi, rất lì luôn á, rất lì, nhất quyết không lên xe luôn. Sáng à, quay, còn Huy vậy? Sáng thì được rồi, không đi. Có nhìn rõ ra đi. Không báo xanh anh xuống anh túm, chú túm không lên đi được, con túm không được. Con kiểu trẻ người non dạ túm không nè. Lì ghê luôn á, đó. Nguyên một xe ta ngồi ta chờ. Nguyên một cái tiểu đội áo trắng. Tiểu đội áo trắng chỉ chờ ông này thôi á. Như hôm nay không mặc quần đùi à? Như Celeste vậy á. Như Celeste, Celeste là phải đi cuối cùng không á? Đã xong, đã làm lễ xong. Trời ơi, hết hồi hộp rồi. Hello, đố mọi người biết mình đang ở đâu á? Mọi người nghĩ mình đang nằm trên gối thì chắc là mình đang ở nhà đúng không? Không phải luôn, mình đi quay á mọi người. Mình đang đi quay một cái PVC cho Sabonet do người trong văn phòng làm đạo diễn. Nhưng mà đang nằm trên giường để chờ đến cảnh. Tại vì ở đây mọi người thuê một cái như một cái chung cư hay một cái nhà nghỉ gì á, có sẵn phòng ngủ luôn. Mà vô thấy cái giường là mình phải nằm xuống rồi, chứ làm sao mà mình ngồi được đúng không? Ai mà ngồi được trên cái giường như thế này. Quá là mệt mỏi rồi, mình sẽ cho mọi người xem cái không gian xung quanh đây nhé. Này, đang ở trong cái kéo rèm lại cho dễ ngủ hay là cho đỡ nắng. Đó, mình mua sẵn đồ ăn rồi đó. Mà đồ ăn quá. PC Tết, cho nên là đào mai lấy đi hết.
đôi giày của tôi. Không biết bên kia quay xong chưa? Quá trời đẹp. Đây là tất cả về hậu trường. Ủa vậy lát quay cảnh em có phải ăn cái đó không? Nope. Không đấy. Ủa, cái bánh trưng nè, còn ấm luôn nè. Anh được đúng không? Trời, chắc không mua luôn á. Thôi mày nhớ đồ mày đâu mày cứ đi con thôi. Tụi tao đi con rồi nữa. Ông nhìn cái này nha. Em mặc quên vậy. Mấy cái chai này mày trong nhà. Để chơi là cô nam quả nữ. Có kia là các câu hẹn rồi. Là mà thử đẹp ra mình. Rồi, đông đông. Thích mặt ra luôn hả mày? Nhìn ngon quá. Thì Giang nấu mọi người. Ê, cơm nấu ra nó có cục gì không? Không. Không. Để dầm nè. Không nấu. Không hề giả chân. Để nhớ. Để qua nghe. Tôi đi trường quá. Cái thùng nó bỏ cho tao đi. Đừng tiếp tay cho giặt như vậy em à. Ủa thì em nói là bây giờ bà sẽ cho. Chưa nói là. Tôi bấm đi. Thử bấm đi. Đấy là đây qua đúng không? Đúng rồi. Và đó là một số món ăn mà mình đã nấu và các bạn có thể thử trong ngày Tết của mình. Và nếu các bạn quan tâm đến chiếc điện thoại Samsung Galaxy A50 này. Không, lộn rồi. Em mình sẽ chụp nó. Và đây là mình sẽ chụp lại cái sản phẩm của mình. Sau đó đeo lên Instagram. Rồi, và nếu như các bạn quan tâm đến chiếc điện thoại Samsung Galaxy A50 mức này, có thể truy cập vào link kế bên dưới mình sẽ để ở phần mô tả nhé. Tầm đất. Tầm đất thay đổi đồng hồ quá. Nó phải suy nghĩ, ý là nó sẽ có cảnh suy nghĩ. Không biết là Hàn Quốc kìa. Tâm lý lại là Hàn Quốc rồi. Vậy là một góc khác là góc này. Đúng rồi, nó sẽ là một cái góc cho người ta. Cái nãy là góc nhiều Giang xét để quay clip, còn này là góc đang quay cái góc đang xét quay clip của Giang. Không. Nó không nói em cầm cái máy quay góc của em đi. Nó không để em mi, nó quay quay, nó mi đang quay em nè. Anh. Tâm lý sau khi mà tắt máy quay xong đó là thở mạnh ra để thấy nguyên bụng bự hết nãy giờ. Duyên duyên dáng Việt Nam, số đặc biệt của nó. Sau một ngày dài cực kỳ năng suất và vui vẻ thì bây giờ thì mình sẽ đi ăn tối cùng với mọi người trong Vinfast Channel. Hôm nay tụi mình sẽ ăn bánh mì chảo cực kỳ nổi tiếng nằm ở số 93 Mạc Thị Bưởi. Cái địa chỉ này cực kỳ nổi tiếng luôn, bánh mì chảo rất ngon và lúc nào cũng thấy rất là đông khách. Mọi người buổi tối mà đi chơi ngay phố đi bộ thì có thể ghé qua đây để ăn tối nhé. Mình thấy mặt bằng bánh mì chảo ở đây so với các quán bánh mì chảo khác thì cũng không phải là rẻ. Tầm từ 40.000 cho đến 75-70.000 gì đó. Mọi người có thể tham khảo, nhưng mà đồ ăn thì thực sự rất là chất lượng. Ngoài ra còn có khoai tây viên nè, bánh gạo nè, phô mai lắc và các loại nước uống. Mọi người có thể kêu thêm đồ ăn nữa. Nói chung là cũng khá là nhiều. Ngoài ra thì còn có bánh mì nữa nè. Menu nước thì cũng khá là đa dạng, từ trà chanh, nước ngọt coca cho đến nước suối vân vân và vân vân. Đây là phần bánh mì chảo thập cẩm mà mình kêu ra. Ngoài ra bên này thì thằng Củi nó kêu là nó ăn rồi cho nên nó không ăn nữa, nhưng mà nó vẫn quyết định là gọi thêm bánh gạo lắc ấy mọi người. Trời ơi, coi vậy mà coi được á. Nhưng mà may là cái quán này nó hết rồi, chứ không mà thằng này còn ăn thêm nữa. Mọi người thấy không, một phần rất là đầy đặn luôn. Có xúc xích này, có chả này, có thịt bò, phô mai, trứng, rồi chả cá nữa. Nói chung là rất là đầy đặn, rất là ngon. Đây là người đàn ông đang giảm cân nhưng mà ăn rất là nhiều. Một mình ảnh ăn hai ổ bánh mì đó. Rồi bây giờ thì ăn thôi. Trong lúc ăn này tụi mình sẽ nói chuyện, nói chung là khá là vui. Và cũng sàm sàm rất là nhiều drama, cho nên là mình cũng không có quay lên cho mọi người xem. Và cảm ơn mọi người đã xem cái video này. Và đó là một ngày của mình rất nhiều các hoạt động thú vị. Hy vọng là các bạn sẽ có những ngày cuối năm thật là vui vẻ như mình. Đừng bận rộn quá nha, hãy dành thời gian để chăm sóc bản thân và vui vẻ bên những người bạn thân thiết. Còn bây giờ thì video đến đây là kết thúc. Mọi người đừng quên subscribe cho kênh của mình để kênh cho Giang này có thể lên 200.000 trước Tết nha. Rồi bây giờ thì bye bye.